Nâng cao sức khỏe toàn diện của cả gia đình với ghế massage Toshiko T90. Toshiko T90 với thiết kế chủ đạo màu nâu, trầm, trung tính, giúp không gian hài hòa và ấm áp hơn nhưng vẫn mang được hơi thở hiện đại. Và đây cũng là một tông màu khó có thể lỗi mốt được. Khuôn và chân ghế được làm từ nhựa PE cao cấp, có tuổi thọ cao, hạn chế tối đa tình trạng mối, mọt, bền chắc hơn nhiều so với các khuôn ghế gỗ cũ. Phần da ghế thì được làm từ chất liệu PU cao cấp, mềm mại này, êm ái, hoàn toàn không có mùi hôi, không làm hại da tay và thân thiện với môi trường. Da ghế đã được trải qua 4 bài test nghiêm ngặt, test thủy phân, độ bền gấp, vân vân, giúp tăng trải nghiệm người dùng và đảm bảo độ bền của da. Mạch điện tử và cụm con lăn của ghế massage T90 đã trải qua bài test độ bền tới 1.000 giờ, sử dụng bền bỉ không lo hư hỏng. Khi bắt đầu bật máy, Toshiko T90 sẽ tự động kích hoạt tính năng Scan Body để thu thập các thông tin về chiều cao, kích thước vai và vị trí huyệt đạo, từ đó lựa chọn bài massage phù hợp nhất với người dùng. Cải tiến mới ở ghế massage Toshiko T90 đó là được trang bị tính năng kéo giãn toàn thân hiện đại, giúp thư giãn cơ bắp, xương khớp, cân chỉnh đốt sống cổ và cột sống lưng. Thông qua những tác động trực tiếp của massage vào các vùng cơ đang bị quá sức, mệt mỏi, mang lại hiệu quả giảm đau nhức ngay lập tức cho người dùng. Chỉ với 15 cho tới 20 phút thư giãn mỗi ngày, cơ thể của chúng ta sẽ được tái tạo, phục hồi năng lượng, từ đó nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng cuộc sống. Toshiko T90 với 12 bài tập tự động cùng 6 thủ pháp massage chuyên nghiệp giúp người dùng có thể linh hoạt lựa chọn bài tập phù hợp với nhu cầu của bản thân. Cụm con lăn massage 4D di chuyển từ vùng cổ, vai, gáy xuống phần lưng và mông sẽ giúp bấm chính xác được các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, ví dụ như là huyệt phong trì, giáp tích ở vùng cổ, vai, gáy, huyệt thiên tông ở vùng lưng và các huyệt đạo quan trọng khác ở vùng mông. Toshiko T90 được nâng cấp con lăn chăm sóc lòng bàn chân, có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Tác động trực tiếp tới huyệt dũng tuyền, trị gan bàn chân đau hoặc nóng, lạnh, kích ngất, động kinh, chữa mất ngủ, ôn ấm tạng phủ. Tại các vị trí mà con lăn không thể chạm tới được, sẽ được trang bị túi khí kép trải dài từ vùng vai, cánh tay, hông và bắp chân. Người dùng sẽ có được cảm giác thoải mái và thư giãn toàn thân. Các túi khí thì co bóp rất là nhịp nhàng, có thể lựa chọn cường độ của túi khí dễ dàng thông qua bảng điều khiển LCD tiếng Việt. Túi khí và con lăn kết hợp massage nhịp nhàng giúp người dùng có được trải nghiệm massage hiệu quả tối đa, hỗ trợ điều trị các bệnh cơ xương khớp và giúp giấc ngủ ngon hơn. Chức năng nhiệt hồng ngoại làm nóng vùng lưng và bắp chân, giúp giãn nở mạch máu, giảm đau nhanh và phục hồi chấn thương hiệu quả. Nhờ đó thì người dùng không cần phải lỉnh kỉnh chuẩn bị túi chườm mỗi ngày, mà chỉ cần một nút chạm đã có thể dễ dàng sử dụng tính năng nhiệt hồng ngoại. Chức năng điều khiển bằng giọng nói được tích hợp trên ghế massage Toshiko T90 vô cùng nhanh nhạy khi sử dụng. Đơn giản, dễ nhớ, dễ dùng, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh được các chế độ massage yêu thích, tương tự như đang trò chuyện với chuyên gia trị liệu massage, cải thiện các cơn đau nhức cơ bắp, xương khớp, tăng cường lưu thông máu và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngoài chế độ massage thì Toshiko T90 còn được trang bị thêm những tính năng hỗ trợ giải trí, ví dụ như là sạc điện thoại không dây ở phía bên tay trái, loa Bluetooth ở hai bên thành ghế, giúp chúng ta có thể vừa nằm massage thư giãn, vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể sạc điện thoại vô cùng tiện lợi. Vậy thì quý vị còn chần chừ gì nữa mà không dinh ngay một chiếc ghế massage Toshiko T90 về nhà để có thể chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình. Và khi gặp bất kỳ vấn đề gì về ghế thì hãy liên hệ tới số hotline của Toshiko để được hỗ trợ kịp thời quý vị nhé. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh Toshiko Việt Nam để có thể cập nhật những thông tin bổ ích và những chương trình ưu đãi cực lớn đến từ Toshiko. Đăng ký ngay kênh Toshiko Việt Nam. Toshiko xin chào và hẹn gặp lại quý vị!